Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Hôm nay Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn món cải ngồng xào tỏi sốt dầu hào. Với cái cách xào rau của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay thì cái phần rau vẫn giữ được cái màu xanh tươi tự nhiên rất là ngon. Và nếu các bạn cũng yêu thích và đang tìm hiểu một cách xào rau xanh đơn giản tại nhà thì hãy theo dõi video của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay nha. Về phần nguyên liệu của ngày hôm nay cũng rất là đơn giản. Ở đây mình sử dụng nửa ký cải ngồng. Cái phần cải ngồng thì mình sẽ sử dụng những cái cây nhỏ như thế này để khi xào thì mình sẽ giữ nguyên luôn nha các bạn, chứ mình không có cần phải cắt nhỏ ra ha. Và một vài tép tỏi, cái phần tỏi này mình sẽ đập dập chứ không có băm nhỏ. Phần nguyên liệu rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào và mình thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một chén nước sốt để xào rau. Với cái công thức làm chén nước sốt này thì các bạn có thể áp dụng cho nhiều loại rau khác nhau cũng được ha. Ở đây mình sẽ sử dụng nửa muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào và một ít bột ngũ vị hương. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cái chén hỗn hợp nước sốt này. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, mình cho vào đây 1/3 thìa muối. Sau đó mình cho hết cái phần cải ngồng vào và mình trụng sơ qua. Các bạn lưu ý ở đây mình trụng chứ mình không có luộc ha. Mình cho cải ngồng vào, mình đảo qua đảo lại tầm khoảng 30 giây thôi. Sau đó mình vớt ra liền. Và khi nào mà gần xào thì mình mới làm cái bước này nha các bạn, để tránh trường hợp cái phần cải của mình nó bị xuống màu ha. Và cái món rau xào này thì nó bị óp đi rất là nhiều. Các bạn thấy lúc đầu cái rổ cải của mình rất là nhiều luôn ha. Mình sử dụng nửa ký lô, nhưng mà khi thành phẩm của mình xào ra xong thì chỉ được một cái đĩa bé bé thôi. Nên nếu mà nhà bạn nào đông đông thì mình sẽ xào nhiều nhiều một tí xíu để mình trừ hao ha. Sau khi trần rau xong thì tiếp tục mình sẽ đến cái bước xào rau. Mình cho dầu vào chảo và mình sẽ phi thơm cái phần tỏi lên trước. Tỏi ở đây mình không có cần phải băm nhỏ nha các bạn. Mình sẽ giữ những cái tép to như thế này, mình chỉ cần đập dập thôi. Khi tỏi đã được xào vàng và thơm rồi thì mình sẽ cho hết cái phần cải lúc nãy mình đã trần sơ nước sôi vào. Mình dùng đũa mình dàn đều ra. Các bạn lưu ý là trong suốt cái quá trình xào thì mình sẽ để lửa lớn. Đây cũng là một trong những cái bí quyết để giúp cho rau của mình vẫn giữ được cái màu xanh. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết cái chén sốt gia vị vào. Và với cái công thức nước sốt gia vị lúc nãy mình chia sẻ thì mình sẽ áp dụng cho nửa ký rau nha các bạn. À, một cái lưu ý nho nhỏ nữa là trong cái lúc xào thì các bạn lưu ý mình đảo nó hơi nhẹ nhàng một tí xíu để những cái cọng rau của mình vẫn sắp xếp được như cái lúc ban đầu ha. Để khi mà cái thành phẩm của mình ra mình nhìn cái đĩa rau trông đẹp và bắt mắt hơn. Sau khi cho chén sốt gia vị vào xong thì mình sẽ đảo qua đảo lại tầm khoảng 2 phút thôi, sau đó mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món rau cải ngồng xào tỏi sốt dầu hào ngày hôm nay rồi nè các bạn. Các bạn nhìn cái đĩa rau cải xào tỏi sốt dầu hào của mình rất là ngon và hấp dẫn. Những cái miếng rau cải vẫn giữ được cái màu sắc xanh tươi tự nhiên, cực kỳ là bắt mắt. Một công thức đơn giản dễ chế biến, các bạn hãy tham khảo cái cách xào rau vẫn giữ được cái màu sắc xanh tươi tự nhiên này từ kênh Bếp Vợ Đậu và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.